đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu khách quý, quý cựu thầy cô giáo, quý cựu học sinh cùng tập thể sư phạm và các em học sinh trường tiểu học Tế Tiêu thân mến. Dấu ấn 30 năm thành lập và phát triển ngôi trường tiểu học Tế Tiêu với biết bao thăng trầm và đổi thay, để rồi từ ngôi trường này đã đào tạo ra rất nhiều thế hệ đầy tài năng tỏa đi khắp muôn nơi, và ngày hôm nay chúng ta trở về đây để cùng tri ân và tôn vinh ngôi trường thân yêu ở tuổi 30 năm. Kính thưa các quý vị, trong không khí tràn đầy tình cảm ấm áp yêu thương này, với bao hoài niệm diêu dấu trong nơi lòng mỗi chúng ta khi trở về mái trường xưa, sự họp mặt đông đủ của bao thế hệ thầy cô học sinh về tham dự gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường mang một ý nghĩa hết sức thiêng liêng và tràn đầy niềm xúc động. Cho phép tôi thay mặt cho những người thực hiện chương trình xin gửi đến toàn thể các quý vị lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe. Chúc buổi lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường tiểu học Tế Tiêu thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể quý vị, về dự với buổi lễ kỷ niệm ngày hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu đại biểu huyện có đồng chí Lê Văn Trang, huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, cựu học sinh của nhà trường. Đồng chí Mai Thành Công, huyện ủy viên, trưởng phòng nội vụ huyện. Cùng về dự còn có các đồng chí là lãnh đạo đại diện cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện cũng về dự. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, tôi xin trân trọng giới thiệu thầy giáo Lê Văn Hiến, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Xin được trân trọng giới thiệu thầy giáo Đặng Văn Viện, nguyên trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Cùng về dự có các đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Đức, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu thị trấn, tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Ninh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn. Đồng chí Hoàng Xuân Nhân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn. Cùng về dự còn có các đồng chí là đại diện chức đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể chính trị của thị trấn, cùng các đồng chí nguyên là bí thư, chủ tịch thị trấn Tế Tiêu, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự với buổi lễ có đại biểu của các trường ban, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí trong ban giám hiệu của 5 nhà trường đóng trên địa bàn thị trấn Đại Nghĩa, các đồng chí hiệu trưởng các trường trong cụm thi đua số 2 bậc tiểu học, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự ngày hôm nay còn có các đại biểu là cựu cán bộ, giáo viên, nhân viên, cựu học sinh, nguyên ban đại diện cha mẹ học sinh trường tiểu học Tế Tiêu. Xin được trân trọng giới thiệu thầy giáo Nguyễn Xuân Bái, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Thầy giáo Đặng Thái Hưng, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Cô giáo Lê Thị Ban, nguyên phó hiệu trưởng nhà trường, cùng các thầy cô giáo là giáo viên, công nhân viên của nhà trường. Các ông bà nguyên là trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh qua các thời kỳ. Các ông bà là đại diện cha mẹ học sinh năm học 2022-2023. Các em là cựu học sinh khóa học của nhà trường, cùng các đại diện, các doanh nghiệp và các nhà tài trợ đóng trên địa bàn huyện. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía trường tiểu học Tế Tiêu, tôi xin được trân trọng giới thiệu cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng, bí thư chi bộ, quyền hiệu trưởng nhà trường. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường. Cùng với dự cùng có các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên và 474 học sinh của nhà trường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Về dự và đầu tiên còn có các phóng viên, kỹ thuật viên Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Mỹ Đức. Sự có mặt đông đủ của tất cả quý vị về tham dự buổi lễ ngày hôm nay, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
Kính thưa quý vị, trong buổi lễ trang trọng ngày hôm nay, tôi xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo huyện về dự và có lãng hoa tươi thắm chúc mừng cho buổi lễ. Sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu thầy giáo Nguyễn Xuân Phái, nguyên hiệu trưởng nhà trường, cô Lê Thị Ban, nguyên phó hiệu trưởng nhà trường, thầy Đặng Thái Hưng, nguyên hiệu trưởng nhà trường, cô Nguyễn Thị Thu Hằng, bí thư chi bộ, quyền hiệu trưởng, cô Nguyễn Thị Thu Hiền, phó hiệu trưởng lên lễ đài để nhận lãng hoa thư thắm của các đồng chí lãnh đạo huyện. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời các đồng chí. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Văn Trang, huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Mai Thành Công, huyện ủy viên, trưởng phòng nội vụ huyện, đại diện cho các đồng chí lãnh đạo huyện lên có lãng hoa tươi thắm chúc mừng cho buổi lễ. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời. Đại diện cho phòng giáo dục. Trên theo chương trình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu lãng hoa của các đồng chí lãnh đạo đại diện cho lãnh đạo thị trấn Đại Nghĩa. Xin được trân trọng kính mời các đồng chí. Trân trọng kính mời lãng hoa của cựu học sinh khóa 1989-1993 lên sân khấu tặng hoa chúc mừng cho buổi lễ. Xin được trân trọng kính mời. Này là chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lãng hoa của đại diện phụ huynh lên tặng hoa.
chúng tôi xin được trân trọng lãng hoa tươi thắm của các em cựu học sinh niên khóa đã về tặng buổi lễ ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời lãng hoa của đại diện phụ huynh lên tặng hoa chúc mừng cho buổi lễ. Cảm ơn lãng hoa tươi thắm của đại diện phụ huynh lên chúc mừng cho nhà trường. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa toàn thể quý vị, về với ngôi trường tiểu học Tế Tiêu ngày hôm nay, các thầy cô và các em học sinh còn được đón nhận rất nhiều những lãng hoa, những tấm lòng và những tình cảm sâu sắc của các quý vị đại biểu, đại diện cho các cơ quan. Đại diện cho các cơ quan, phòng ban, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện, thị trấn, thay mặt cho ban tổ chức, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm và xin đón nhận những tình cảm cao quý đó của các đại diện đại biểu. Và xin đặc biệt cảm ơn nhà tài trợ, nhà ủng hộ đã ủng hộ kinh phí để tổ chức cho buổi lễ ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn.